À, thì mày cái lớp Zoom meeting hóa sinh của mình đấy, thì nghe anh giảng cái bài Glucid đấy thì cảm nhận như nào? Thì bọn em đã rõ cái phần 36 38 ATP chưa? Đấy. Ví dụ anh hỏi sĩ đăng em có rõ phần 36 38 ATP chưa? Công thức bi lăng em đã tính được chưa? Đấy, như vậy anh chú là chú phạt chú nhá. Tại vì chú là y Hà Nội. Nên là anh yêu cầu chú rất là cao luôn đấy, không phải dạng bình thường đâu nhá. Vì thực ra thì mình là bắt đầu mà có tư tưởng là ôn thi nội trú là mình phải quyết tâm đấy nhá. Hôm tối em phải học thêm tiếng Pháp, em chưa xem được À, bài anh chú ạ. ơi, anh bảo này tiếng Pháp thì chú chỉ cần thi cho anh cái mức nó đủ để miễn thi thôi em ạ nhá. Đừng 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 cày nó cao quá. Tiếng Pháp thì sau khi đỗ em học sau cũng được, em phải biết cái gì là chính nhá. Y5 em kịp đấy nhá. Y5 em kịp đấy, không không sợ đâu nhá. Đấy, năm ngoái có thằng cu nó nội trú tim mạch, nó ôn anh nội trú 44 thì mãi đến lúc nó phải đến tầm độ tháng 5 năm nay nó mới bắt đầu ôn ấy, tức là năm sau thi nhá, tháng 5 năm bắt đầu ôn kịp và thoải mái luôn nhé, không quan trọng. Em mới i4, em mới Ừ, i4. ok nhá, Y4 thì thoải mái không sợ nhá. Đấy, bạn nào mà rõ cái phần 36 38 ATP rồi, ví dụ Dương rõ không? Dương Y6 này. Chú rõ phần 36 38 ATP chưa? Ok, đấy, tại vì nó hơn nhau 2 ATP, bởi vì là công thức là 3 nhân 3 trừ 2 công thức là 3 3 nhân 2 trừ 2 nhân 2 thì có phải bằng 2, lại bằng 38 trừ 36 bằng 2. Đấy. Có mỗi cái chỗ đấy thôi mà nhiều người không hiểu được vì nó qua cả hai cái con thoi nhá. Hai con thoi là glycerol phốt phát. Đấy, glycerol ba phốt phát là còn vào một con thoi nữa, đúng không? Vào chỗ chuyển từ. Ok chưa? Nhá. Anh nói lại cái chỗ 36. Hả? Anh nói lại cái chỗ 36 rồi, 38 thì 36 38 ấy. Thế 38 biết chưa biết rồi. đã? À, chỗ mà thì 3 38 trừ trừ 2 thì bằng 36. À, 2 thì bằng 3 nhân 2 trừ đi 2 nhân 2. 3 3 nghe kỹ này, lấy cái bút ra chép này. Anh đọc lại cho nhá. Nhá, học từ những cái điều học từ điều rất nhỏ thôi. Viết này, 38 trừ 36 bằng 2. 2 thì bằng 3 nhân 2 trừ đi 2 nhân 2. Hay nói cách khác là 38 trừ 36 thì bằng 2. 2 thì bằng 2 thì bằng 2 nhân với lại NADH trừ đi, à đâu, xin lỗi, 2 thì lại bằng 2 nhân NADH trừ đi 2 nhân với FADH2. Đấy. Nhá, viết vào xong hệ ngấm trong slide bài tài anh có hết rồi nhá. Ok nhá. Về test mỗi người một câu nhá. Đấy, dễ lắm. Anh Em có khi nào nó ra đau bảy không ạ? hả, sao chú Có khi nào nó ra đau bảy không ạ? Tức là nó chỉ một không vòng 1 phút hoặc hai thôi. không ra 37 chú biết 36 38 là được rồi nhá. Thực ra là cái đấy là cái đốt năng lượng, là tối ưu của tế bào ấy. Thực ra tế bào nó có đốt, nó có tối ưu hóa, đấy là kiểu dạng như kiểu thì lý thuyết ấy, còn đâu thực ra tế bào nó không đốt được đến 36 đâu nhá, nó không chuyển hóa, nó không ngon đến mức đấy đâu, đấy chưa. Thì bây giờ học xong rồi thì anh sẽ test nhá. Đấy chưa? Bắt đầu tem mọi người nhá. Đây nhá. Đây. Bây giờ anh hỏi này, các loại đường nhá. Đường nào có trong đường anh gọi bình nhá, bình nhá. Bình này. Bạn nick là bình ấy. Đấy. Bình này. Em đường nào có trong đường loại đường đôi có trong mật ong ấy, tên là gì? Hả? Anh ở bình nhá. Hỏi bạn nào bạn trả lời đấy nhanh đỡ mất thời gian nhá. Đấy, cái loại đường đôi mà fructose phải đường đôi đâu. Nhớ không? Có nhớ không?
có nhớ Tôi không? Hả? không nhớ. Thế chú có biết cái đường đường đôi xúc closure nhá thì được tạo bởi hai cái đường đơn là gì không? Hả? Có nhớ là hai đường đơn là gì không? Thôi nói luôn nhá, là D fructose nhá và D glucose nhá. Đấy, như vậy những cái chuyện đường đôi đấy mình phải nhớ nhá, thì nó sẽ được thủy phân bởi men sắc 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 colaza nhá. Đấy. Nhớ nhá, những cái chuyện đường ok chưa? Nhá. Đấy. Rồi, tiếp theo nhá, hỏi bạn có nick iPhone này. Em gái ấy, có cái cổ áo màu đen đen này. Được chưa? Đấy, anh hỏi em nhá. Đường trong tự nhiên chủ yếu dạng gì? Đường trong tự nhiên chủ yếu dạng gì? Hả? Nhanh. Đường trong tự nhiên chủ yếu dạng D, dạng L. Này em không nhớ đây ạ. Dạng D nhá. Nhớ chưa? Dạ. Đường chẳng nhớ này, đường trong tự nhiên chủ yếu dạng D, còn axit amin chủ yếu dạng L. Được chưa? Dạ. Đấy, và L glucose thì nó chính vì thế cái vì ghi vào ghi lấy bút ghi vào. Cái này không Vẫn cái không này hiểu. đọc sách phải để ý này. Vì cái thế thì Dạ. vì KM hằng số tổng hợp của các hằng số tốc độ của D glucose nhá. Đấy, nó khác D galact nhá. Và nó khác với L đúng không? L glucose nên là cái đường trong máu của mình ấy, cái xét nghiệm đường máu ấy của mình ấy, sẽ là chủ yếu là D glucose là chủ yếu cái đường trong máu ấy, bởi vì chính vì cái dạng đường ấy nó mới đi dễ đi vào trong tế bào được nhá. Đấy. Dạ. Nếu mà học cái đấy thì mở bài hóa sinh dịch sinh vật ra học nhá. Cái trang bên tay phải cái đoạn ở giữa nhá. Được chưa? Anh học Dạ. theo sách cũ hết nhá, các em cứ học theo sách cũ cho anh nhá. Được chưa? Cái đoạn hóa sinh màng tế bào ấy ở dịch sinh vật ấy đọc mở ra mà đọc nhá, đấy là nó khác nhau, đọc phát hiểu luôn nhá. Đấy, hỏi tiếp này bạn. Anh cho em hỏi đi ạ. Thế anh cứ hỏi hết mọi người, em tí chú hỏi sau nhá, đỡ mất thời gian nhá, đồng lắm. Tiếp này, Trần Thế Anh nhá nhá. Đấy. Được chưa? Đấy. Chú biết cái kênh SGLT1 ở đâu không? Chú biết cái kênh SGLT1 ở đâu không? Hả? Ừ. Biết cái kênh SGLT1 ở đâu không? Ở đâu? Ôi thế thì hỏng 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 hỏng. SGLT1 ở ở ở tế ở ở màng tế bào niêm mạc ruột. Ghi vào. SGLT1 ở màng tế bào niêm mạc ruột, còn SGLT2 ở ống thận. Bản chất nó là những cái kênh mà nó là cái kênh bản chất nó là kênh Na cộng, K cộng, ATPA nhé. Đấy. Đấy, được chưa? Đấy, nó có vai cái kênh thì nó sẽ thủy nó vai trò sao cái kênh thì nó sẽ vai trò nó thủy phân ATP, nó cung cấp năng lượng cho quá trình vận chuyển cái nát liên quan đến natri nhá, natri và đường nhá. Đấy, ví dụ nó sẽ đưa cả đường và natri nhá vào trong lòng tế bào biểu mô nhá. Đấy, kênh đấy ở ruột thì nó gọi là SGLT1, nếu mà ở thận thì nó gọi là SGLT2 nhá. Và nếu mà kênh ấy ở thận thì người ta ứng dụng cái thuốc mà hôm nọ anh nói các chú ấy đấy, nó là cái thuốc gì đấy, dapagliflozin đấy, nên điều trị đái đường type 2 nhá. Để cho ok chưa nhá, đi vào nhá. Đấy, cái đấy phải đọc không biết nhá. Rồi, hiểu chưa, hiểu đoạn đấy chưa, ok chưa? Đấy, đấy rồi, tiếp theo nhá. Sĩ Đăng nhá.
nha. Ví dụ anh cho em một cái câu, anh cho em một cái câu test này, cho em dễ nhá, chú này lơ ngơ lắm. Anh ví dụ anh nói này, con đường đường phân xảy ra ở cả trong điều kiện yếm khí và ái khí, đúng hay sai? Sai. Con đường đường phân xảy ra trong cả điều kiện yếm khí và ái khí, đúng hay sai? Nghe kỹ này. Con đường đường phân xảy ra ở trong cả điều kiện yếm khí và ái khí. Đúng không ạ? Ok chú, rồi ok, thế thì anh chiếu vào thứ thế thôi, đúng không? Nếu mà trong điều kiện yếm khí nhá thì kéo nó sinh ATP nó sẽ ít hơn nhá, là con đường ái khí nhá, ái khí tức là có đủ oxy đấy nhá, đủ oxy. Vì thực ra thì nếu mà nó không đủ oxy thì nó sẽ không thể đốt năng lượng tức mới cuối cùng được, đúng không? Đấy nhá, thấy chưa? Đấy. Tiếp theo này, Nguyễn Thanh nhá, ok nhá, 85 Nguyễn Thanh nhá. Anh hỏi chú này, Dạ ok nhá, con đường đường phân gồm mấy phản vâng. Phân ứng? Gồm mấy phản ứng? Hạt gồm mấy phản ứng? tối nay em chưa học bài. Anh nhắc chú luôn là 10 phản ứng nhá. Này, chú ghi vào cho anh này. Đấy, con đường đường phân thì rất là báo tương nhá, gồm có hai giai đoạn, mỗi giai đoạn 5 phản ứng, tổng 10 phản ứng nhá. Khó nhất là phản ứng số 5 nhá. Phản ứng số 5 thì sẽ chuyển men của nó sẽ là isomera nhá, được chưa? Isomera nó sẽ chuyển dạng giữa GAP và DHAP nhá, dioxyacetophosphate, được chưa? Đấy, ghi vào nhá. Được chưa? Phản ứng số 5 nó đi ngang như này này, đi ngang này. Đấy, chuyển dạng thứ hai cái. Xong số 6 thì sẽ tạo ra gì? Một Số cái ba cái cây 13TBG đúng không? Ok nhá. Ok, hay quá nha. 13TBG. Rồi, ok nhá. Hỏi bạn tiếp này, lại theo hình zig zag cho dễ. Anh hỏi Phúc nhá. Anh hỏi Phúc nhá. Anh hỏi Vũ Hoàng Phúc nhá. Nghe kỹ này. Sai cái là bị phạt luôn nhá. 13DPG làm giảm ái lực của hemoglobin, đúng hay sai? Hả? 13DPG làm giảm ái lực của hemoglobin, đúng hay sai? Đúng hay sai em? Nếu mà em không 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 nói được thì nó không nghe thấy thì em có thể comment vào phần này này, đúng hay sai đấy. Đấy, đúng hay sai đấy, anh đang hỏi Vũ Quang Phúc ấy. Sao đúng ấy, hỏi chú đúng hay sai chú lại trả lời là có. Là cái câu này đúng hay sai, không hiểu không nghe rõ vừa xong thì không? Đây này, eo vừa xong thì anh comment đây này, anh comment này, 13DPG làm giảm được hơi nó sẽ đúng sai. Ok nhá, là sai nhá, đúng rồi, phải là 23DPG, ok chưa nhá Phúc nhá. Rồi anh hỏi chú này, anh hỏi Phúc tiếp nhá, được chưa? Nghe kỹ này, phản ứng số 3 trong con đường đường phân có cần magie không? Phản ứng số 3 cần magie không? Đấy, comment vào đây là sẽ trả lời được này. Phúc có nghe rõ không nhỉ?
chú phải bỏ cái tai nghe ra thì mới nói được, cắm vào đường mic ấy. Nha, anh đang hỏi Phúc đấy. Phản ứng số 3 trong con đường đường phân cần magie không? Ok. Phản ứng số 3 trong con đường đường phân cần magie nhá. Đấy, phản ứng số 3 cần magie nhá. Nó sẽ phản ứng số 3 sẽ chuyển fructose 6 phốt phát, được chưa? Nó sẽ chuyển thành fructose 6 phát thành fructose 16 phốt phát. Đúng không? Đấy. Và men xúc tác cả phosphor fructokina 1 nhá. Phosphor fructokina 1 nhá, 1 chứ không phải 2 nhá, nhớ nhá. Được chưa? Còn 2 nó lại là chuyện khác về sau. Nhá, được chưa? Đấy. Được chưa? Anh hỏi Huyền nhá. Nhá. Huyền nghe rõ này. Phản ứng số 7 con đường đường phân chuyển cái gì thành cái gì? Anh cho em 5 giây suy nghĩ. 13 Hả? DPG thành 3 phosphor với glycerat. Cái gì cơ? Đọc lại nào. 13 DPG 13 DPG thành 3 phosphor glycerat. 13 DPG thành 3 phosphor glycerat. 3 phosphor glycerat. Ok. Men men của nó tên là gì? Men của nó là gì? Cứ nhớ men của nó đuôi là gì đã, đừng cứ nhớ vội làm gì. Kinase. Ô hay quá, ok nhá. Thế anh hỏi em tại sao mà tự nhiên lại đang là 13 mà lại chuyển thành 3 thì nó lại mất mà nó lại kina? Anh tưởng kina là gắn phốt phát mà. Anh tưởng kinase là gắn phốt phát cơ mà tại sao mà men đấy nó lại mất đi một phốt phát? Kinase có thuộc nhóm phân cắt không? Enzyme kinase thuộc nhóm phân cắt không? Enzyme kinase thuộc nhóm mấy? Nhanh 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 nhanh. Ok nha, không được. Không được, anh chuyển sang hỏi cái khác luôn. Khoan nè, trả lời cho chúng hỏi, trả lời cho anh ạ. Enzyme kinase thuộc nhóm mấy? Vận chuyển anh ạ. Chú kinasa thuộc nhóm mấy, anh hỏi nhóm mấy, chú cứ trả lời nhóm vận chuyển hả? chuyển là nhóm 2. Thế tại sao mà 13 DPG thành 3 PG, tức là nó lại mất đi phốt phát, thì anh tưởng là nó phải thuộc nhóm phân cắt đấy nhỉ, sẽ sao nó lại chuyển như thế nhỉ? Thì có thể là nó chuyển cái nhóm phốt phát cho ATP. Tức Rồi. là nó Tức là nó sẽ gọi tên theo cái chiều của, có thể là nó theo chiều phản ứng thuận nghịch ấy, bởi vì bản thân cái phản ứng số 7 là phản ứng thuận nghịch mà. Đúng không? Và những cái phản ứng số 7 là phản ứng thuận nghịch. Nhá. 13 phản ứng số 7. Một chiều có 1 5 10 thôi. Thế cái sơ đồ trong đấy là sai hả anh? Sơ đồ này sai rồi. Ok chưa? Đây này, các chú mở, các chú để chú mở sách này. Đây. Để em lấy quyển sách ạ. Đúng không? Đây này. Đây chú nhìn này. Nhìn thấy không? Ôi được màn hình cao mờ thế. Này, sao mình thấy đây. Đây. Đâu nhỉ? Đây chỗ này. Cái cuốn gì anh? Sách của em ấy. trang Đây. bao nhiêu anh? Đây. Anh chả nhớ trang bao nhiêu. Chú không, các chú chả trả chung nhiều sách à? Trang Ok, trang được rồi anh ạ. Thì chọn thuận nghịch tới còn gì nữa. Nhưng mà anh ơi, trong các cửa lên tên đọc là đăng ký là có 1 3 đến 10 là 1 chiều thôi anh. Số 7 nó 2 chiều đấy nhá.
Đấy xem lại nhé. Dạ cho bài chờ là còn 3. Số 5 lại hai cũng hai chiều anh ạ. Ok nhá. Xem lại slide nhá. Tiếp này. Hỏi tiếp này. Hỏi hỏi tiếp Nguyễn Mai. Nguyễn Mai nhá. Đấy. Nguyễn Mai. 23 dBg được tạo thành từ nhánh của phản ứng số mấy và số mấy? Phản ứng số 7 và số 8 này. Hay là 89. 7 và 8. Bây giờ từ 13 dBg mà chuyển thành 23 dBg men xúc tác là gì? Men xúc tác là gì? Từ 13 dBg mà chuyển thành 23 dBg thì men xúc tác là gì? Có phải đúng rồi. Mutaza là enzyme chuyển nhóm nội phân tử mà. Enzyme chuyển nhóm phân tử thuộc nhóm 5 mà, đúng không? Còn nhớ không? Chuyển nhóm giữa các nhóm hóa học trong một phân tử, đúng không? Thì chuyển thành 23 dBg và 23 dBg thì làm giảm áp lực của heroin oxy nhá. Đấy. Nhá. Đấy, nhá. 23 dBg thì nó là cái nhánh thôi. Thì sau đó 23 dBg thì nó sẽ tách cái nhóm phosphat ra nhá, thì tạo thành 3 PG nhá. 3 PG xong tạo thành 2 PG nhá. Thành PAP, đó thành pyruvat nhá. PAP phosphoenol pyruvat, được chưa? Nhá. Đấy, và 23 dBg thì tăng cao thì nó làm giảm áp lực của hemoglobin với oxy, được chưa? Được chưa? Và đó, bây giờ anh hỏi em nhá, hỏi tiếp này. Vân Vân Anh nhá. Nếu mà thiếu hụt hexokinaza, đường cong bão hòa của hemoglobin với oxy lệch trái lệch phải. Thiếu hụt hexokinaza, đường cong bão hòa của hemoglobin với oxy lệch trái lệch phải. So với những người bình thường ấy. Chọn nhanh nhá. Kem comment ở trên này này. Ok, lệch trái. Như vậy trái phải đây nhá. Ok Vân Anh nhá. Trả lời đây nhá. Ok. Lệch trái nhá. Ok. Lệch trái nhá. Và trái phải đây không phải giải phẫu nhá. Trái phải đây do người bình thường nhá. Ok nhá. Rồi. Bây giờ anh hỏi tiếp nhá. Hỏi tiếp nhá. Hỏi tiếp Vân Anh trả lời câu tốt rồi. Bạn có chữ N này tên là gì đây nhỉ? Bạn có chữ N ở đây này, ở dưới này này. Ok. Bạn chữ N này. Thôi anh hỏi, thế anh hỏi Xuân Phạm nhá. Anh hỏi em này, thiếu hụt phosphor hexo isomerase, đường cong bão hòa của oxy đường cong bão hòa heroin với oxy lệch trái lệch phải. Anh hỏi Xuân Phạm ấy. Các bạn cố gắng, các bạn bật cái cam lên, anh nhìn mặt anh biết anh hỏi. Thiếu hụt, nghe kỹ này, thiếu hụt phosphor hexo isomerase, đường cong bão hòa của heroin với oxy lệch trái lệch phải. Lệch trái nhá, ghi vào nhá, ghi vào lệch trái, được chưa? Tại sao tự giải thích? Tiếp này, anh hỏi Huy Thắng nhá. Anh hỏi chú này, phản ứng số 10 chuyển cái gì thành cái gì? Phản ứng số 10 là chuyển PAP thành pyruvat. Hả? Chuyển PAP thành pyruvat. Nhá. Và cái liên kết nhá, PAP là phosphoenol pyruvate, thì nó là liên kết enol phosphate, thì nó là bản chất lấy cái giàu năng lượng, đúng không? Nhớ cho anh đấy là hợp chất giàu năng lượng nhá, được chưa? Đấy, và nó sẽ chuyển, nó tạo thành pyruvate và nó chuyển ATP cộng với lại cả múa phosphate thành ATP nhá. Men của nó tên là gì nhớ không? Pyruvate, ôi quá giỏi luôn. Ok nhá, thế là được rồi nhá. Ok rồi nhá. Tiếp nhá, như vậy là chú trả lời đúng một câu rồi nhá.
thì chắc là anh sẽ hỏi chú thêm cho chú thêm một câu nữa nhá, được chưa? Anh hỏi chú này, anh thấy chú là có vẻ cũng học, cũng học hành cũng phải có vẻ khá khá đấy nhá. Trả lời cho anh này, bây giờ chú đọc các tên của enzyme của con đường đường phân từ 1 đến 10 cho anh, đọc lần lượt, đọc lần lượt nhá. Một này nhá, một là hexokina, ok nhất trí. Mã hiệu là gì? Mã hiệu là gì? Mã hiệu là gì? 2711 đúng không? Thế còn 4137 là gì? Thế. Rồi. Tiếp này, số 2. Ok, isomera nhất trí, bởi vì nó chuyển iso chuyển dạng nước gluco rồi phút fructo đúng không? Thì mình nhớ được. Ok, số 3. Năm ấy, năm ấy. 1 hay 2? Ok, số 4. Andola chuyển F16DP thành cái gì? Chuyển thành chuyển thành G, CIP với lại DHAB. đúng rồi nhá. Glycine ba ba glycine hít báo phát và DHAP đi hydroxy phát phát, được chưa? Được chưa? Ok, hỏi số 5 nhá, bây giờ hỏi chuyển bạn khác. Số 5, Hùng kể tiếp từ số 5 nào, Mạnh Hùng. Số 5 là gì em? Chú phải bỏ cái tai nghe này ra này thì mới mới nói được, cái máy nó mới nhận. Chắc chắn luôn. Không nghe thấy. Đấy, bạn ấy bỏ cái tai nghe ra cái thì máy nhận được luôn. Là gì chú kể đi. Số 5. Lại không nghe thấy rồi, mạng hơi kém. Được rồi, để mai kể đi, mai kể đi anh nghe. Mai kể anh nghe nào. Đây đây đây, em tắt mic. Ừ đấy, chú tắt mic làm sao mà nói được. Số 5 là gì? Là isomera chuyển DHAP thành GHP phản ứng 2 triệu. Cái gì isomera được chứ, chú kể thì anh kể được. Chioza phosphor Chioza phốt phát, isomera Chioza phốt phát phốt phát isomera. isomera Số 6. sáu là số sáu là Cứ gọi tên cơ chất, xylan, gọi tên cơ chất cũng tác dụng ấy. số sáu là GHP thành 1,3-DPG là À, số 6 thành, tức là số 6 men nó là gì? Cơ chất là glycine anhydride ba phốt phát. Tác đề số sáu là hydrogen. để hydrogen Ok nào nhá, chuẩn luôn. Số 7. số 7 là kina Số cái gì kina được chứ? Chú phải ghép tên rồi chú đọc. Phosphor glycerat kina, bạn vừa nói rồi. Ok. Số 8, tiếp theo chuyển sang Mai nhá. Mai Mai đang chờ hỏi này. kina Số 8 là gì Mai? Này, nhìn nhìn lên màn hình nhá, mấy các bạn nhìn nhìn đi đâu ấy nhá, nhìn vào sách đúng không, đừng có nhìn vào sách nhá, không được dở sách hiểu không, nhìn lên màn hình này, nhìn thẳng vào anh này nhá, giống như anh nhìn thẳng vào các chú anh hỏi ấy. Là gì? Số 7. Số 7 là phosphor glycerat, glycerat kina nhá, được chưa? Được chưa? Mai mai phải học, mai chắc là bị hỏng mic rồi nhá, thôi không sao nhá, hỏng mic đúng lúc hỏi luôn. Nhá, số 9 là gì hả Thương, thân Thương? Số 9 là Enola, Enola. Enola nhá, Enola, số 9 Enola. Enola. Ok, số 9 Enola chuyển 2 phosphor glycerat tạo thành phosphor enolpyruvate, được chưa? Đấy nhá, và phản ứng đấy thì cho ra hai nước nhá. Đấy,
Tiếp theo nhá, hỏi Huy Phạm này nhá. Nếu mà piruvat mà thoái hóa trong điều kiện ái khí nhá, hỏi Huy Phạm này. Piruvat nghe kỹ này, piruvat mà thoái hóa trong điều kiện ái khí nhá, được chưa? Nó sẽ đi như thế nào? Sẽ đi cho đến nó sẽ cho đến chuỗi vận chuyển điện tử cho ra 38 ATP. Cái gì đi đến chuỗi vận chuyển điện tử bây giờ chứ? Cái NADH ạ. Là chú phải nói là điện tử mà chứa trong NADH và MADH2. Đấy, điện tử đấy nó sẽ đi vào chuỗi vận chuyển điện tử. Được chưa? Đấy. Vâng. Cái bây anh hỏi chú này, cái phản ứng tạo acetin CoA nhá thì được xúc tác bởi phức hợp đa-enzyme pyruvate dehydrogenase đúng không? Đúng không? Thì cái phức hợp đấy Vâng. thì gồm mấy coenzyme tham gia? Thế phải nó năm ạ. 5 coenzyme tham gia đúng không? Nhá. Vâng. Chú kể tên cho nào anh 5 coenzyme đấy, vì trong sách có mấy chỗ nó cứ viết chỗ thì 3, chỗ thì Một 4. là TBB hay là Một là lipoamide, ba TBB là nhá. lipoamide ạ. Nhất trí, Ba hai là là FAD ạ. ok, tiếp. Bốn là NAD, tiếp. năm là coenzyme A. 5 là CoASH đúng không? Thiola, ok chưa, nhất trí chưa, Vâng. ok nhá, đấy nhá, đấy thì cái tiếp này, cái mấu chốt mà tạo thành 3836 ATP nhá, thì nó là bản chất của nó là cái chỗ mà NADH được tạo thành ở phản ứng số 6 đúng không, đúng phản ứng số 6 không, Vâng, số 5 nó đi ngang thế này mà, số 5 đi ngang này, số vâng. 6 này thì tạo thành NADH, thì cái số phận NADH đấy nhá, thì nó sẽ được chuyển vào ti thể nhá, nó sẽ được chuyển vào ti thể, nó để oxy hóa trong cái chuỗi hô hấp tế bào, được chưa? Và NADH thì đã tạo thành 2 ATP hoặc là 3 ATP, nó tùy thuộc vào con đường vận chuyển NADH vào trong ti thể nhá, được chưa? Vâng. Đấy, nếu mà nó vận chuyển qua con thoi glycerol 3 phốt phát thì nó sẽ chỉ cho 2 ATP thôi, đúng không? Và nếu mà nó vận chuyển qua con thoi malic aspartat thì nó cho mấy ATP? Cho 3 ATP. Đúng rồi, nó sẽ cho 3 ATP nhá. Được chưa? Đấy. Nhá, bởi vì sao? Bởi vì tại sao? Vì Thì sẽ có cái một. vì cái con thoi glycerol 3 phốt phát thì nó lại chuyển điện tử cho FADH2. Như vậy có vấn đề nó sẽ chuyển điện tử cho cái gì? Thì hiểu vấn đề không? Nó chỉ là con thoi mà, hiểu con thoi không? Con thoi như của người 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 lái đò đưa tôi đến đâu thì điện tử nó sẽ đi theo hướng như thế. Được chưa? Đấy. Nhá. Đấy, như vậy là sự thoái hóa hoàn toàn cái phân tử glucose trong cái điều kiện ái khí nó sẽ cung cấp 38 ATP nhá. Còn và nếu mà trong cái điều kiện đúng không? 38 hoặc 36, được chưa? Đấy. Nếu mà trong điều kiện ái khí thì nó sẽ cung cấp ít hơn. Được chưa? Đấy. Tiếp theo anh hỏi Dương nhá. Được chưa? Số ATP anh hỏi Dương này. Số ATP được tạo thành trong chu trình Krebs đúng không? Trong chu trình Krebs từ hai phân tử acetin CoA thì sẽ cho bao nhiêu ATP? Số ATP tạo thành. Nếu mà trong điều kiện mà hiếu khí đúng không? 12 nhân 2 24. Ok nhá. Được chưa? Đấy. Còn tiếp này, hỏi chú câu nữa này nhá. Được chưa? Anh hỏi này nhá. Anh cho chú chọn đúng sai nhá. Anh này, khi thiếu hụt oxy NADH bị oxy hóa trở lại thành NAD cộng. Đúng hay sai? Đúng. Ừ. Chú trả lời đúng tức là chú sai. Còn nếu mà chú trả lời sai tức là chú đúng. Đấy. Nhá. Xong cái từ piruvat rồi này. Khi mà thiếu hụt oxy ấy nhá thì NADH nó không thể bị oxy hóa lại trở thành NAD cộng nhá. Được, trong cái chuỗi vận chuyển điện tử. Thêm một cái câu ở trong chuỗi vận chuyển điện tử. Đấy. Như vậy khi đó piruvat nó sẽ bị khử thành lactat đúng không? Nó khử lactat nhờ men lactat dehydrogenase như hôm trước anh dạy đấy, đấy là LDH, hiểu vấn đề không? Nhá. Đấy. Nhá.
Và quan trọng là gì, cái sự nó quan trọng là nó khi mà cái quá trình mà oxy hóa NADH tạo thành NAD cộng, đúng không? Đấy nhá, thì nó sẽ quay lại, nó quay lại con đường đường phân này, nó tái tạo lại để cho tiếp tục con đường đường phân chạy tiếp nhá. Con đường nó phải có các cái năng lượng cái thứ để tiếp tục đi tiếp đấy nhá, được chưa? Đấy, bây giờ hiểu chưa Dương ơi? Em học kỹ đoạn đấy cho anh nhá, nhớ nhá. Đấy, em đọc nó kỹ đoạn đấy cho anh, đoạn đấy anh giảng rồi. Tiếp theo này Thanh Hải nhá, Thanh Hải anh hỏi em nhá, nhá. Anh hỏi em này, Thanh Hải cho em một câu test nhá. Khi mà oxy cung cấp không đủ thì cái cơ xương thì sẽ không tạo ra axit lactic, đúng hay sai? Khi mà cung cấp oxy không đủ, cơ xương hoạt động mạnh thì sẽ không tạo ra axit lactic, đúng hay sai? Hả? Sai đúng không anh? Đúng rồi. Thì nó sẽ tạo lactic và bản chất cái đấy nó sẽ tích tụ ở lại lactic và tích tụ ở pyruvic các thứ ở các cái, nó sẽ gây ra các cái hiện tượng mỏi cơ ấy. Đấy. Là vấn đề. Đấy. Nhá. Đấy. Bên hỏi tiếp này, NV hao này. Em hỏi chú này. Đúng không? Trong điều kiện yếm khí, khi mà thì năng lượng tạo ra khi thoái hóa hoàn toàn một phân tử glucose là mấy mấy ATP. Trong điều kiện yếm khí, khi mà thoái năng lượng tạo ra khi thoái hóa hoàn toàn một phân tử glucose là mấy ATP? Anh cho các chú cái đáp án chọn nhé. A1, B2, C3, D4. Ok, nhất trí. 2 ATP dạng cơ chất. Nhá. Đấy. Nhá. Bây tiếp nhá. Được chưa? Nhá. Thư này, con đường đường phân điều hòa bởi mấy cơ chế? Con đường đường phân điều hòa bởi mấy cơ chế? Thư nào, thư trả lời đi, mấy cơ chế? Đấy. Đáp án đấy à? 1, 2, 3. Nhanh lên, chọn nhanh lên. Nghĩ lâu thế, có 5 giây để chọn thôi mà. Một á. Trả lời comment vào đây này. Một hay hai hay ba nhá. Để bạn iPhone bạn trả lời cho. Ở đây anh thấy em là điện thoại xịn nhất đội này đấy. iPhone đấy, trả lời đi. Trả lời đi em, một hay hai hay ba. Dùng điện thoại iPhone mà không trả Em đang lời. tìm tài liệu ngay. Không 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 không, chú phải, các chú phải bật cam lên, chú nhìn thẳng màn hình, chú nhìn anh này, nhìn đâu ấy. Đúng không? Nhá. Mấy trường trả lời được không? Trường trả lời anh nào, chú chỉ cần giơ tay này, một hay hai hay ba là anh biết mà. Cái này em nhớ thật. Chú đã đọc chưa, Và chú đọc chưa? em đọc hai lần nhưng mà em không ý này nên là Ba cơ chế nhá, ghi này. Một là men piruvat kina nhá, được chưa? Số 2 là gì? Số 2 là phosphofructokina 1, 1 chứ không phải là 2. Cái số 2 ở đâu? Cái số 2 chú phải tra quyển USME thì sẽ biết men số 2 ở đâu. Tiếp theo này, glucokina hay là hexokina, hexokina có vấn đề không? Đấy. Nhá.
nhá, đấy ghi vào nhá, nhớ như vậy nhá. Ok nhá. Đây bây giờ anh hỏi thư câu câu dễ hơn này. Học enzyme có biết nhớ là enzyme dị lập thể là gì không? Thư còn nhớ enzyme dị lập thể là gì không? Acetic. Đấy, còn nhớ dị cơ chế điều hòa dị lập thể là gì không? Tức là ngoài cái vị trí hoạt động đúng không? Còn có vị trí dị lập thể, do yếu tố dị lập thể gắn vào ấy. Nhá. Thế thôi, âm âm dương đúng không? Đấy, như vậy cái công sức anh dạy cho chú và chú chỉ nhớ này thôi. Nhá. Nhớ này là anh mừng lắm rồi nhá, âm dương. Và nhớ là gì? Cái cơ chế điều hòa đúng không? Đấy. Cái cơ chế điều hòa dị cái cơ chế điều hòa hay gọi dị dị hợp tử ấy, nó liên quan đến cả phosphoglutokinase nhá, phosphoglutokinase. Được chưa? Đấy nhá. Tiếp này, tiếp nhá. Bây giờ hỏi sang con đường hexo, con đường gì nhỉ, con đường hexo monophosphate HMB nhá. Con đường Venoser nhá, hay con gọi là con đường phosphor gluconate nhá. Đấy, hỏi con sang con đường HMP. Như vậy con đường đường phân phải nhớ kỹ cho anh nhá, được chưa nhá. Hỏi hỏi Thu Anh nhá. Đấy nhá. Đấy, trong con đường hexo monophosphate nhá, nghe kỹ này. Trong con đường hexo monophosphate nhá, Thu Anh nghe kỹ này. Trong con đường hexo monophosphate, được chưa, ba phân tử glucose 6 phosphate, ba cái phân tử G6P nhá, thì sẽ đi vào chu kỳ sẽ cho mấy phân tử CO2? Anh cho đáp án này: A1, B2, C3, 3, 1, 2, 2, 3. Thu Anh trả lời đi nào. Cho là Em gì? không hỏi lại vì hôm nay em Nghe kỹ, nghe laptop kỹ. của em nó bị giật giật. Nha, nghe kỹ này, đừng đổ tội laptop nha. Trong con đường hexo monophosphate này, ba phân tử glucose 6 phosphate đi vào đi vào con đường đúng không, thì sẽ cho mấy CO2? A1 này, B2, C3. Hả? Cái gì mà để cho Thôi, chưa hả thôi, thế là anh tại tại laptop. Ok nhá, ok bạn iPhone cái nhá. gì cho iPhone chưa chọn là hả 3, mạng em nó hơi giật đấy. cái gì nữa Chọn ạ chọn là 3 nhá, chọn là 3. Cho ra 3 CO2 và cho ra 3 CO2 và 3 phân tử đường 5 carbon. 3 phân tử đường 5 carbon. Nhớ nhá. Đấy. Nhá. Được chưa? 3 nhân 6 bằng 3 cộng 3 nhân 5 mà. Nhá. Và ba cái đường 5 carbon đấy đúng không, thì nó sẽ trao đổi với nhau nhá. Công thức lại bằng 3 thì bằng 2 cộng 3, à 5 thì bằng 2 cộng 3, nó chính là tran anđô và tran xê-tô nhá, được chưa? Đấy nhá, được chưa? Và nó sẽ tái tạo lại thành đường 6 nhá. Công thức này ghi vào, lấy bút ghi vào nhá. 5 trừ 2 bằng 3 đấy, 5 trừ 2 bằng 3, được chưa? 5 cộng 2 thì bằng 7, 7 là C-đô-heptulose, được chưa? 3 cộng 3 là 6, nên là ra một đường 6 carbon. Nếu mà đọc kỹ cái đấy sẽ biết nhá. Ngày trước anh dạy cái con đường pento ấy. Nếu mà các bạn học online nhá, anh vẽ cho các bạn một cái sơ đồ dễ nhớ kinh khủng luôn. Anh vẽ anh tóm tắt lại nó, sơ đồ nó chỉ có toàn là con số thôi, thì thôi mà nhớ nhớ cái đấy, trông nó rất phức tạp thôi, thì mà nó đơn giản cả đường phân nhá, nhớ chưa? Đấy rồi, tiếp theo nhá, hỏi trang bên này. Ok, à đây pian đây, thế pian nhá, pian pian chọn anh đúng sai nhá. Con đường đường phân cung cấp năng lượng dưới dạng ATP đúng hay sai?
cung cấp năng lượng dưới dạng ATP đúng hay sai? Con đường được phân thì đúng ạ. À? Cung cấp. Rồi, con đường hexo monophosphate cung cấp năng lượng dưới dạng ATP đúng hay sai? Sai ạ. Rồi. À, thế nó không cung cấp năng lượng dưới dạng ATP nhưng mà nó cung cấp cái gì? Nó cung cấp vật liệu di truyền là NADPH ạ. NADPH có phải vật liệu di truyền không? Nó không, cái nó tham gia gọi là sai, bảo nợ đấy là vật liệu di truyền là sai nhá. Thì từ đấy nó tạo nên vật liệu di truyền. Đấy không phải là vật liệu di truyền, nó cung cấp vật liệu di truyền. Và nó sẽ cung cấp ribose 5 phút phát nhá. Đấy. Và cái quan trọng ấy là NADPH thì nó sẽ là năng lượng để nó khi sau này thì học cái bài axit béo thì nó tổng hợp nên là các cái nhiều cholesterol là 1 này, đúng không? Các cái hormone steroid là 2, đúng không? Rồi các cái axit béo. Nhá. Axit béo. Đấy. Được chưa? Đấy. Còn còn cái ribose 5 phút phát nó là cái đường, đúng không? Đường thì nó sẽ là đường của các cái axit nu. Nó là đấy, đường. Đấy mới là vật liệu di truyền. Tổng hợp lên các cái purine và các cái pyrimidine. Hiểu vấn đề không? Nhá. Có. Ok. Nhớ là có nhá, hôm sau hỏi quên thì phạt đấy nhá. Thấy chưa? Nhớ là có đấy nhá. Rồi. Ok. Thục anh nhá, anh hỏi chú này. Nhá, anh hỏi chú này. Hỏi chú câu tại vì chú học anh cũng khá nhiều đấy. Đúng không? Khá nhiều nên anh hỏi chú câu khó hơn, đúng không? Đấy, phản ứng số 6 của con đường pentose nhá. Sản phẩm là gì? À. Phản ứng số 6 của con đường pentose sản phẩm là gì? Thục Anh này, cái bạn có cái hình con ong này. Con ong vàng này, con ong chăm chỉ đúng không? COCC, con ong chăm chỉ, con ong cháu cha chết. Đó. Trả lời đi Thục Anh này. COCC. Anh biết chú là con ông cháu cha rồi mà. Đó. Tiếp. Sản phẩm của phản ứng số 6 của con đường pentose. Nó sẽ là một cái chất có 7 carbon là gì? Là cedoheptulose nhá, cedoheptulose. Được chưa? Cedoheptulose nhá, 7 phút phát. Lúc nào thì nó chả gắn cái phút phát đằng sau nhá. Và một cái chất có 3 carbon là GAP nhá. Công thức là này. Công thức là gì chú biết không? Này, trên này là 5 nhá. 5 cộng 5 trao đổi nhau này, 5 cộng 5 thì bằng 3 cộng 7. Thì đúng không người mà. 5 cộng 5 thì 5 cho 2 cho 5 thì là 7. 5 cộng 5 thì bằng 3 cộng 7. Được chưa? Đấy. Nhá. Được chưa? 3 cộng 7 nhá, ghi vào. Anh nói nốt cái này là xong này. Thục Anh này, em lấy cái bút em ghi vào nhá. 5 cộng 5 thì bằng 3 cộng 7. 3 cộng 7 thì lại 5 cộng 5 3 thì là bằng 3 cộng 7 thì là chan 2. Chan 2 là chan cetola. Sau đó 3 cộng 7. 3 cộng 7 thì lại chan 3. Thì là bằng lại là bằng 6 cộng 4. 3 cộng 3 bằng 6, 7 chữ 3 bằng 4. Nhá. Thì là chan, đấy là chan anola. Thì chan anola bằng 6, 6 thì 4. Được chưa? 4 thì chính là erythrose. Thì 4 thì chính là 4 phốt phát. Xuống này. Nhá, 4 này. 4 lại chan, 4 lại quay ngược lại. Quay ngược lại chan với cái 7. Thì lại chan 2, chan mấy? 4, à xin lỗi, 4 lại chan quay ngược lại với cái 5, đúng không? 4 lại chan lại cái 5 trên đầu ấy, trên tít trên đầu này, thì lại thành chỗ dưới này, thì lại 4 lại cộng với 2 thì 6, 6, cái 6 lại giống, đúng không? Cái 6 này giống với cái 6 bên kia, đều là fructose 6 phát,
xong chỗ này thì lại bằng G3P nhá, để G3P giống cái trên trên phía đằng trên này. Đấy. Như vậy là cái con đường Penrose ấy, tưởng tượng hết trong đầu nhá. Thấy chưa? Kiểu gì anh chơi được, hiểu vấn đề không? Khi mà em tưởng tượng được thế trong đầu, nó chỉ chan mấy lần thôi thì em sẽ ra vấn đề nhá. Không khó, không hề khó như nào. Nhá. Thấy chưa? Nhá. Được chưa? Và chú ý anh nói nốt cái cuối cùng của nhớ này, thì cái con đường cái con đường pentoser ấy, thì vì nó cho cái axit béo này, các cái hormone đấy, đúng không? Nên là nó sẽ chiếm ưu thế ở da hồng cầu này, gan này, mô mỡ này. Ờ, cái gì nữa nhỉ? Quên mất rồi. Các chú nói cho anh này. Cái gì nữa nhỉ? Hồng cầu, gan, mô mỡ này. Ờ, cái gì sữa. Là sữa, nhưng mà tuyến sữa. Cái gì nữa nhỉ? Cái gì mà thận nữa nhỉ? Thượng vỏ thượng thận, đúng không? Vỏ thượng thận. Nhá. Cái thời kỳ hoạt động nhá. Nhá. Được chưa? Anh chỉ nhớ thế thôi nhá. Thế thôi. Ok chưa? Đấy. Như vậy là để test các bạn thì anh thấy các bạn thì vẫn còn phải học thêm nhiều nhiều nhá. Đấy, test 1 tiếng nhá.